Đất nước Việt Nam chúng ta với hơn 4.000 năm lịch sử phát triển dựng nước và giữ nước, đạo Phật đã đến với dân tộc Việt Nam và đồng hành cùng dân tộc ta suốt quá nửa chặng đường lịch sử. Từ xưa đến nay, đạo Phật luôn được biết đến là đạo của từ bi và trí tuệ. Phật giáo không chỉ giúp cho muôn loài chuyển hóa khổ đau bằng trí tuệ và niềm tin sâu nhân quả, mà còn chỉ ra cho chúng sinh con đường đi đến chân hạnh phúc. Với lịch sử hơn 2.000 năm du nhập, Phật giáo đã thấm sâu vào trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, dù trải qua những bước thăng trầm cùng vận mệnh đất nước, nhưng Phật giáo với tư cách là một tôn giáo đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc. Ngày 7 tháng 11 năm 1981 là một sự kiện lịch sử trọng đại mang đầy ý nghĩa với tăng ni cư sĩ Phật tử Việt Nam. Đó là ngày các tổ chức hệ phái Phật giáo trong cả nước đã chung sức chung lòng, nhất tâm thành lập ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Suốt chặng đường trưởng thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp Hoàng Dương Chính Pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc, vững vàng bước những bước đi vững chắc, hội nhập và phát triển cùng đất nước. Trong 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ kế thừa trọn vẹn truyền thống mấy nghìn năm của Phật giáo, mà còn thúc đẩy hơn nữa sự ảnh hưởng tích cực và trách nhiệm xã hội của Phật giáo với đất nước, với dân tộc, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, chư tăng ni tín đồ Phật tử ở trong và ngoài nước đã đóng góp nhân tài vật lực và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương trên cả nước. Đặc biệt trong gần 2 năm qua, khi cả nhân loại phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19, hơn bao giờ hết, tinh thần nhập thế đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử của Phật giáo tiếp tục được phát huy. Nếu như trong thời chiến là hình ảnh chư tăng ni cởi áo cà sa khoác chiến bào, thì nay tăng ni đã cởi áo cà sa khoác áo blue để tham gia tuyến đầu chống dịch. Đây là minh chứng sinh động cho lý tưởng phụng sự chúng sinh, đồng nguyện đồng hành của Phật giáo Việt Nam với dân tộc. Trong công cuộc phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với chư tăng ni Phật tử cả nước, tứ chúng chùa Ba Vàng dưới sự chỉ dạy của Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã quyên góp, ủng hộ tịnh tài, nhu yếu phẩm, thực phẩm cần thiết đến các khu cách ly và những người dân có hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng thiết lập một khu vực độc lập trong Bổn Tự để làm nơi cách ly cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, nêu cao truyền thống Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, nhiều năm nay, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng chính quyền đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tiếp nối truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam và lan tỏa đến mọi tầng lớp xã hội, chùa Ba Vàng đã tổ chức nhiều khóa tu học, tìm hiểu giáo lý nhà Phật, các khóa tu mùa hè dành cho thế hệ thanh thiếu niên với các hoạt động nội dung giáo dục nhân văn, nhân bản, từ bi hiếu đạo dựa trên lời dạy của Đức Phật. Có thể nói rằng, chặng đường 40 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không quá dài so với lịch sử Phật giáo đã hơn 2.000 năm có mặt ở Việt Nam. Song 40 năm qua, giáo hội đã có những bước phát triển quan trọng, tạo nên mốc son mới trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2021, kính chúc giáo hội ngày càng phát triển, luôn có những đóng góp tích cực vào các việc thúc đẩy an sinh xã hội, giáo dục con người, lan tỏa ánh sáng Phật Pháp phủ rộng khắp tất cả quần sinh, để muôn loài được an lành, hạnh phúc. Kính chúc chư tôn đức tăng ni thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, luôn là chỗ dựa cho hàng Phật tử, tiếp tục nối nghiệp chư Phật, chư Tổ, đưa Phật giáo phát triển bền vững trong lòng dân tộc Việt Nam.